Đó nha các bạn, thằng mình mới làm hôm qua xong nha các bạn. Hôm nay mình xách đi test nha các bạn. Thử coi cái độ nó ngon như thế nào nha các bạn. Các bạn cứ chờ đón xem nha các bạn. Mình sẽ test thử ra nó ngon như thế nào nha. Chưa ăn gì mạnh nha các bạn, tại nước nó còn đang sừng sừng nè, nó bắt đầu nó yếu chảy rồi đó, nó yếu chảy nó bắt đầu nó ngưng lại nó rỉa rỉa nha các bạn, nó rỉa rỉa nhưng mà nó ăn không bạo, bắt đầu nước nó chảy lên nhẹ nhẹ nhẹ, bắt đầu lúc đó nó mới ăn mạnh nha các bạn. Giờ này là nó đang ăn nè, nó đang trong giai đoạn chuẩn bị ăn đó, giai đoạn chuẩn bị ăn nhẹ nhẹ nha các bạn. Chút xíu nữa bắt đầu nó mới ăn mạnh à, rỉa nè, bạn thấy rỉa không đó, rỉa lìa lìa chân này các bạn ơi. Đó, giờ này là trong giai đoạn ăn này nha các bạn, đó lụm nha các bạn, tăng cường thêm các bạn ơi, tăng cường lên cần nữa các bạn ơi. Đó, lên nha các bạn, lên hàng nha các bạn, rồi mình đem đi gặm rồi mình tăng cường thêm các bạn ơi, nó chuẩn bị ăn mạnh rồi đó. Còn mà độ dẻo nó hơi yếu, nó cứng là nó sẽ sảy nha. Trời ơi, dính cái gì trời. Chưa dính cái lên luôn các bạn ơi. Lên này héo ăn thì chứ. Thả đi, để mình hút câu cá. Thả nó dưới cho nó thông báo đi. Đó, đó kè rỉa kìa các bạn, thằng đen đang rỉa kìa, rỉa cái cạch xuống, đó 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 các bạn ơi, chính tại gô tạo vụ các bạn ơi, nó không cái cần cứng là nó dở vậy đó nha các bạn, cứng là nó rất là dở nha. Con này rất là dẻo các bạn, dẻo là mình chơi chìm nhẹ chút xíu nữa là nó ok lắm nha, tại mình làm biến nha các bạn, mình làm biến cho chìm nhẹ nha các bạn, chìm nhẹ chút xíu là nó đọt nó ok lắm, tại cục chì đó nó hơi nặng nha các bạn. Đó các bạn ơi, đang ngầm nha các bạn, đó đó quý trời đó là trời, dính vô cái gì các bạn ơi, dính này cái gì đâu ta ơi, lên cái gì vậy nè, ừ ơi dính cái bọc trời, bọc chuột luôn các bạn ơi. Vuột dính lên cái bọc vuột luôn à. Con này đang ăn này nha các bạn,
đó, các bạn thấy nó nhịp không, nó nhịp nhẹ nhẹ, nhẹ này nha các bạn. Độ quặc của nó là rất là ok nha các bạn. Đó. Một chú nha. Đậm nha các bạn. Đó. Đó. Đó là liu riu vậy nha các bạn. Đi à, đó, gặp mấy thèn bên đó ăn câu cá nha các bạn. Đó, mấy thèn bên đó là miếng câu tôm nha các bạn. Mấy thèn đó đâu mình cũng không biết nữa nha các bạn. Đâu à, hỏi thăm mấy thèn đó à. Lại nó nghĩ nó hoài làm được. Thôi, bạn thôi. Đó ghế kìa. Đó, quýu nha. Lụm. Thôi im, xa xa chút anh để nó bá vô mặt thầy. Ừ, xa xa. Lụm tiền. Lụm luôn, có hơi có ừ. Hơi đúng không? Đó, có làm cái gì, cá hú. Chứ không phải tôm. Cá hú, giả lên luôn đi, cái đâu có ruột đâu sợ. Nhẹ thôi. Đó, cá hú nè, chứ không phải tôm. Tôm đầm rồi. Có dính là được không? Có dính là ngon rồi. Đó rồi, nãy thấy ông kia đó mà. Còn người nữa mà. À. Đó, có ướt rộng là được rồi đó. Bây giờ dính mình. Dính. Sớm giờ dính cũng chắc hơn ký à. Câu rồi anh, câu là siêu rồi. Tại này làm mấy cần mới à, tự làm tự đi câu luôn để test nó ra sao. À. Tắm nhà trên khu cư hả? Dạ đúng rồi. Nhà em khu cư à, trong khu cư cặp vách quý ban. Thì gần quý ban. Ở sau đất này nè là tôm bự không nè, chỗ này. Kê để giảng nè. Đó, ruột rồi. Ruột mới bu rồi. Tại này nó hơi bị nhát nè. Chứ bữa trước lại là nó sâu, ghĩa là lụm. Tại đi đủ chỗ chân, chỗ nào cũng biết hết trơn, cái câu mà mình đi chỗ có khi chỗ con hai con rồi đó. Đúng rồi, nhiều khi chỗ này không có rồi mình đi chỗ khác. Chỗ đó nó mới kẹt nha, kẹt nó ngậm xuống nó chưa có ăn. À. Đúng không? Đúng rồi, nó mới gạch, mới lại khều à. Hey.
Chỉ có mùi tanh là được rồi. Thôi câu nhanh để đi bản thăm mấy cạn bánh. Dạ. Gốc các bạn ơi. Đó lụm nha các bạn. Lụm nha. Cái gì các bạn ơi, có lăn cái gì? Có lăn cái gì nè các bạn ơi. Có lăn các bạn ơi. Đố chụp lên bờ luôn. Cũng có lăn luôn nha. Nhảy lụ đi nha các bạn. Đó, có lăn ú lù nha các bạn. Có ghẻ này các bạn à, mà không biết nhỏ bự nha. Chắc nhỏ quá, tại trong này tôm nhỏ nhiều nha các bạn. Đó. Bạn thấy nó quýu quýu xuống chưa? Nó đang ăn đấy nha các bạn. Nó đang ăn vậy mình canh thời gian khoảng chừng cho nó tầm khoảng 30 giây gì đó, 30 giây 40 giây gì đó. Mình đang trong độ nó thồn vô miệng nó ăn nha các bạn. Mình hãy dở nha. Bắt đầu mình dở nè. Thấy nó im là mình dở. Đó, vậy mà còn chưa chịu dính nữa đó nha các bạn. Nó khôn lắm nha các bạn. Nè đây nữa nè. Đây đang gịch nữa nè các bạn. Đó. Nó đang ăn đó nha các bạn. Các bạn cho nó cảm giác mà nó mê mồi chút xíu đi nha. Đó. Nó đang mê đó nha các bạn. Đó. Đó. Đó chạy đó nha các bạn, dính nha các bạn, đó. Đó. Ngon lành nha các bạn. Đó các bạn ơi, tôm bự các bạn ơi. Đó. Quá im các bạn ơi. Khi mà nó ăn các bạn đừng có dở liền nha, thấy nó nhúc nhích các bạn đừng dở liền nha các bạn. Đợi cho nó mê mồi chút xíu nha. Thằng đó nó lại nó ôm nó mình dở nó nhát nó đi luôn đó nha các bạn. Tại tôm nó bị nhát á. Mình dở nhát nó đi luôn à. Miễn nó không đau là lâu rồi, hồi nó lại nó ăn nữa rồi. Càng nhỏ lên thêm càng đấy các bạn. Đó 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 các bạn ơi, lụm nữa các bạn ơi. Nó lại nó ăn mà nó im ru nè các bạn. Các bạn ơi. Con này nó nuốt luôn cái lưỡi luôn này nhé các bạn. Để lâu đó. Nó ăn được hai lưỡi luôn mới về. Đó. Xôi bột mép nha các bạn. Bỏ phê các bạn ơi. Giờ này nó cũng ngơi ăn nha các bạn. Đây mình chuẩn bị đi về các bạn ơi.
hẹn các bạn vào video sau nha các bạn. Cái này là nó ngơi ăn à, nó không ăn nữa các bạn ơi. Bây giờ cũng 2 tiếng hồ mà được có con tép nhỏ gì. Giờ nè mình chuẩn bị dọn dẹp lại đi về các bạn ơi. Chút nữa mình sẽ tát cho các bạn xem nha. Hôm nay cũng được ít chứ không có nhiều nha các bạn. Tại hôm qua vô bão nó mới bão tôm nha, chứ không phải bão mưa gió. Vừa qua thì ngon lành nha các bạn. Mình câu hết mấy cái mồi trong cái lưỡi câu nữa mình về các bạn ơi. Mình dọn dẹp lấy gai các bạn. Đây mình sẽ cho các bạn xem nha. Đó, nguyên lắm nha các bạn. Chơi luôn nữa các bạn ơi, chết con tôm bự các bạn ơi, chết tinh gì nha các bạn. Đây này, các bạn thấy chưa? Ngày nào cũng được nhiêu chơi nha các bạn. Đây hơi chá nắng các bạn ơi. Giờ này là mình về nha các bạn. Giờ này cũng 1 giờ mấy rồi. Dưới hằng này nó cũng hết ăn rồi các bạn ơi. Hết dính rồi. Thôi mình về các bạn ơi. Chào tất cả các bạn nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha các bạn. Và chia sẻ nhiều nhiều nha. Cảm ơn các bạn.